Alo, nhà tôi có thuốc tiêu hóa đúng không? Để ở đâu vậy? Dưới tủ tivi ngăn kéo thứ hai. Ăn nhiều quá hả? Không giữ dáng sao? Đừng nhắc nữa. Ăn rác cứ lột tôm cho tôi. Bây giờ trong bụng tôi chắc chứa đầy một trại tôm luôn. Tối hôm qua... Thôi tôi không nói nữa. Bụng tôi đau quá. Bao tử không tốt bằng cả gánh thôi đó. Thuốc tiêu chảy và tiêu hóa đi cùng một nơi. Cậu tìm đi. Alo. Alo. Sao mà thê thảm quá vậy nè. Đây là bộ đồ mà mình yêu thích nhất. Alo, chưa có máy nữa sao? Uống thuốc chưa? Đừng nhắc nữa. Khắp người tôi toàn là mùi tiêu thôi. Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bao tử không tốt, ăn cay thì phải chú ý một chút. Tôi biết rồi. Sáng mai ăn thanh đạm một chút đi. Tôi nấu chút cháo đem theo cho. Cười gì mà cười chứ, cười cái gì? Cô trả tiền phòng cho anh ấy à? Lộc Phi rất là quan tâm tới tôi. Nhìn nè, điện thoại anh ấy mới tặng cho tôi. Có thật không vậy? Thanh Thanh. Ờ, anh Lộc Phi. Tôi xin chủ nhiệm cho cô nghỉ một ngày rồi đó. Nghỉ phép? Ừ. Nghỉ phép để làm gì? Thì đi tìm nhà. Vậy thì tôi đi trước nha. Hai người nói chuyện đi. Cô nhìn nè, tôi tìm được vài căn tốt ở 58 đường Đồng Thành. Diện tích điều kiện đầy đủ, giá cả cũng được. Tôi liên hệ giùm cô luôn rồi. Đợi một lát có người dắt cô đi xem phòng. Anh Lộc Phi à, lần trước sau khi gặp ăn trộm rồi á, thì em rất sợ đi một mình. Hay là anh đi chung với em đi. Sợ cái gì chứ, đều là nhà ở đàng hoàng, nguồn gốc đáng tin cậy mà. Chiều nay tôi có bệnh nhân rồi, khám xong kiếm cô nha. Cô muốn điều Trác An ra làm cửa hàng trưởng sao? Ừ. Cậu ấy cũng mới vào làm, làm vậy có lẽ không hợp lý. Ừ. Hơn nữa, cậu ấy là con trai mà lại làm cửa hàng trưởng. Cậu ấy có đồng ý hay không? Chúng ta không bán thời trang đường phố. Tuy anh ấy không đủ điều kiện, nhưng vô cùng có năng lực. Với lại anh ấy rất muốn làm việc để lấy kinh nghiệm. Đây là bản phân bổ nhân viên bán hàng của cửa hàng mới. Sau khi chị xem xong sẽ biết An Trác có phù hợp không. Cô cũng tận tâm thật đó. Việc nên làm mà. Tôi nói là cô tận tâm với cậu ta đó. Tôi không lấy việc công làm việc tư. Tôi luôn phân biệt rõ ràng tình cảm và công việc. Được rồi, được rồi. Tôi biết phụ nữ là những người trọng tình cảm. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Trời ơi, cậu cứ yên tâm đi. Mấy ngày nữa tôi sẽ có tiền mà, lập tức trả cho cậu. Hay là vậy đi, à, cậu cho tôi mượn thêm 30.000. Tiền lãi cậu cứ tự tính ha. À, được rồi, à, tôi cúp máy trước nha. Bye bye. Anh mượn tiền bạn sao? Không có, anh mượn tiền cho bạn anh. Mỗi một người khi gặp chuyện đều sẽ xuất hiện một người bạn, gọi là một người bạn của tôi. Em đừng có nghĩ sâu xa như vậy chứ. Không phải là anh đâu, em cứ tin anh đi. Em đã đề nghị giám đốc cho anh làm cửa hàng trưởng của cửa hàng mới. Ờ, Nhược Mạn à, thật ra em không cần phải như vậy. Anh làm trợ lý cho em không có cảm thấy tủi thân gì hết. Anh cũng không sợ họ nói ra nói vào đâu. Không cần quan tâm tới mấy lời bàn tán đâu. Bởi vì em cảm thấy anh có đủ năng lực đảm nhiệm vị trí này, hãy tin em đi. Được rồi, em nói gì cũng đúng hết. Ừ. Ê, đó là cái gì vậy ta? Ừ. Làm gì vậy? Mọi người nhìn thấy bây giờ. Thì nhịn không nổi mà, mày mốt không dám nữa. Không được lặp lại đó. Ừ. Tôi nói cậu biết, tôi có đứa cháu bà con xa, lại du học ở nước ngoài về. À, hay là tôi làm má cho hai người nha.
thấy làm sao? Dạ con cảm ơn dì. Nhưng mà thật ra đó, con không có ý định này. Dì mau về nhà sớm đi, tuần sau nhớ lại tái khám ha. Sao cô về sớm vậy? Chưa tìm được nhà sao? Chưa được. Tại sao? Thì không thuận lợi lắm. Bởi vì em muốn tìm một căn hộ tốt mà lại an toàn một chút. Với giá này thì em không trả nổi đâu. Tôi đã nói với môi giới rồi mà, không thu phí môi giới. Làm gì vậy? Em đã hỏi môi giới rồi mà. Phí môi giới là do anh trả cho em. Cũng có bao nhiêu đâu. Vậy đi, nếu thực sự không được, cô chỉ cần trả phần mà cô ở trong căn phòng cô thuê thôi. Phần còn lại tôi trả cho. Không được đâu, sao vậy được chứ? Sao lại bắt anh chịu thiệt được? Hơn nữa là anh còn đang thuê một căn nhà có hai phòng. Vậy anh tốn rất là nhiều tiền rồi. Chuyện tiền bạc cô không cần phải lo đâu. Ngày mai cuối tuần tôi sẽ cùng cô đi xem nhà. Nè, sao mà cương quyết quá vậy không biết nữa. Tôi phát hiện An Trác mượn tiền người ta. Tôi hỏi nhưng anh ấy không thừa nhận. Cậu lại muốn làm người ta mất mặt sao? Tôi phải làm sao đây Lộc Phi? Làm sao giúp được anh ấy mà không làm anh ấy chậm tự ái? Cậu đó, đừng có mà dội lấy tiền can thiệp vô quan hệ của hai người. Nhưng thật tình tôi rất muốn giúp anh ấy. Chúng ta đều đã trải qua thời điểm đó. Lúc tốt nghiệp đều rất là nghèo túng. Có lẽ anh ấy gặp khó khăn thật thì sao? Đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ giúp thôi. Đương nhiên là giúp rồi. Nên cậu mới nói tôi tham làm người tốt. Ngày mai tôi sẽ đi giúp người khác tìm nhà. Ai vậy? Thanh Thanh phải dọn nhà. Tôi thấy cô ấy rất muốn dọn qua đây ở cùng cậu. Sao cậu lại nghĩ vậy chứ? Trời ơi, thời đại này không biết bị sao nữa, phụ nữ lại đói khát hơn đàn ông. Bộ tôi nói sai sao? Ý tôi nói là phụ nữ chủ động hơn đàn ông. Nghĩ giới dẫn gì đó. Cậu nói là có hàm ý khác đó. Tôi thân với cậu lắm sao? Tôi không ngại miệng nói cho cậu biết tôi muốn lôi An Trác lên giường. Xin sao? Lỗi nha cô bạn, đừng có bàn chuyện riêng tư chi tiết của tôi như vậy, tôi không có hứng thú. Vậy ngày lễ thất tịch cũng là do tôi sắp đặt. Con cá thất tịch đó là bài tập ở lớp nấu ăn của tôi. Tại tôi thấy cô ấy có một mình. Mấy chi tiết này tôi hoàn toàn không muốn nghe đâu. Cậu hay lắm đó Lộc Phi. Cậu lấy gậy ông đập lưng ông. Cậu học hư rồi, cậu hiểu không? Ôi trời, gần đây tôi tăng thêm vài ký. Anh ấy cứ nửa đêm kéo tôi đi ăn khuya. Làm sao đây? Sáng sớm ngày mai đi tập thể dục cùng tôi đi. Khó khăn lắm tôi mới khuyên được ba mẹ của tôi chịu về quê. Sau đó còn hứa với họ cuối tuần này phải dọn qua nhà mới. Sau đó thì quay video gửi cho họ. Cậu đó, mau dọn tới căn phòng của tôi trước đi. Kiên nhẫn chịu đựng ở đó. Tôi tìm cậu á, không chỉ để giải quyết vấn đề ở nhà thôi, mà quan trọng nhất là muốn cậu nghĩ cách giùm cho tôi. Anh Lộc Phi đang ở một căn nhà mà căn nhà đó có tới hai phòng lận. Dừng lại. Hiểu rồi. Vô ích. Cậu cũng tạt nước lạnh vào tôi nữa hả? Nếu tạt nước lạnh mà cậu tỉnh lại á, thì tôi đã tạt từ lâu rồi đó. Trời ơi, tôi biết bây giờ cậu đang rất là nôn nóng, nhưng mà sao cậu không chịu suy nghĩ coi tình hình hiện giờ ra làm sao hả? Hả? Anh Lộc Phi nói với tôi rồi, anh ấy không có người bạn gái cũ khó quên nào hết. Nhưng mà tôi nghi ngờ anh ấy với cô bạn tốt của anh ấy có gì đó. Cho nên tôi nhất định phải vào trong nhà của anh ấy. Vì anh ấy có thể ở chung với bạn của anh ấy mà. Ghen tị. Ghen tị sẽ làm cho người ta phát điên lên đúng không? Tôi thừa nhận, đúng là tôi có hơi ghen tị. Nhưng mà tôi không muốn người khác cướp mất anh ấy đâu. Hơn nữa là tôi cảm thấy cũng không phải anh Lộc Phi không có tình cảm gì với tôi. Trước tiên, lần này cậu phải ngoan ngoãn một chút. Nhất định không được tỏ tình chớ chẳng nữa. Lần này cứ để cho anh ta chủ động đi. Yên tâm đi, tôi biết rồi, hiểu rồi. Hiểu? Được. Vậy tôi hỏi cậu nè,
Một người đàn ông lịch sự, cho dù không thích cũng không có nói ra đâu. Anh ta sợ làm tổn thương cô gái, cho nên là anh ta sẽ lấy bản thân của mình làm cái cớ. Chẳng hạn sẽ nói như là: anh không muốn làm cho em mất thời gian. Vậy thì lúc này cậu sẽ nói cái gì? Em không sợ mất thời gian đâu. Cậu bị điên rồi hả? Sao lại nói là không sợ mất thời gian chứ? Tôi cho cậu hay đây nè. Đàn ông có lương tâm á, sợ nhất là mang cảm giác tội lỗi. Cậu không sợ mất thời gian, nhưng mà người ta sợ làm tên cặn bã đó. Chứ, còn nói hiểu nữa chứ. Vậy phải trả lời sao? Cậu nên nói là: à, thật ra thì em vẫn còn trẻ lắm, còn chưa biết ai mới làm ai mất thời gian nữa. Chú ý nè, khi cậu nói, giọng điệu phải làm ra vẻ giống như là không quan tâm. Đá anh ta đi, xem anh ta sẽ trả lời sao. Tiếp theo thì hỏi anh ta là: thật ra anh sợ em làm anh mất thời gian hả? Câu trả lời này đúng là vừa tiến vừa lui luôn đó. Hay thiệt. Bái phục, bái phục. Đương nhiên rồi. Tôi nói cậu biết nè, đàn ông á chính là sinh vật đơn bào, trong phương diện tình cảm không có tâm địa gian xảo, nên chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ thôi cũng đã khiến cho anh ta bị chấm chết như là một con kiến rồi. Có hiểu không? À, đúng rồi. Ví dụ anh ta vẫn nói: bây giờ anh không muốn kết hôn. Vậy lúc đó còn phải làm gì hả? Em cũng không muốn kết hôn luôn. Không đúng nha. Rõ ràng rất muốn kết hôn mà. Tôi hỏi cậu nè, cái nguyên tắc căn bản nhất khi hai người ở cùng với nhau là làm gì đây? Là có cùng quan điểm. Có chung quan điểm, có chung quan điểm, có chung quan điểm, nhớ giùm cái đi. Cho nên á, anh ta nói là anh ta không muốn kết hôn, vậy lúc đó cậu nên nói cái gì đây? Thật ra có rất nhiều cô gái luôn nghĩ về hôn nhân, nhưng em thì ngoại lệ. Đối với hôn nhân em không mong đợi gì nhiều. Vậy không phải tôi đang nói gạt anh ấy hay sao? Vậy cậu muốn có được anh ta hay là muốn anh ta tặng cậu bằng khen phụ nữ đức hạnh đây? Có được anh ấy, có được anh ấy rồi tính. Thông minh. Thầy giáo uống nước đi. Vậy có được á. Tôi vừa mới đọc tin gì mà yêu nhau 10 năm nhưng bạn gái lại lấy người khác, làm tôi muốn tức điên lên. Rất muốn lôi thằng đàn ông trên mạng này ra tát cho hai cái. Xem tin tức vậy mà tức điên luôn vậy. Loại người này, cộng cùng anh ta yêu nhau bao nhiêu năm, anh ta khỏe như rồng như hổ, vừa mới nhắc tới kết hôn lập tức yếu ớt. Vốn dĩ bản thân không muốn chịu trách nhiệm mà còn đổ cho phụ nữ, đúng là đồ đạo đức giả. Nói gì mà con gái ghét lấy chồng ép hôn, chịu trách nhiệm chút có được không? Gần đây tôi phát hiện ra đa số đàn ông đều nói tới tính logic, còn phụ nữ đa số đều nói tình cảm. Cho nên trong chuyện tình cảm, vừa bắt đầu đã có lối suy nghĩ khác nhau cũng là chuyện bình thường. Vậy thì không thể làm cho họ hiểu sao? Nếu như không muốn kết hôn thì nên nói rõ từ sớm, có chung quan điểm thì mới ở chung được. Nếu như hai người không hòa hợp về tình cảm cho nên không thể duy trì tiếp, vậy không còn gì để nói. Nhưng nhiều thứ cản bã không nghĩ như vậy. Anh ta chơi cho đã rồi không muốn chịu trách nhiệm nên diễn lý do. Loại người này mà cậu vẫn vui vẻ chấp nhận, tôi thấy nể phục cậu luôn đó. Hay là cứ dứt khoát, đừng có dễ dàng yêu đương, để tránh quan điểm khác nhau, lập trường khác nhau, ước muốn khác nhau gây ra tổn thương lớn. Có phải là đa số phụ nữ đều mong muốn được kết hôn không? Chẳng hạn như cậu. Nói nhảm. Cậu bị sao vậy? Thể lực kém hả? Tôi hả? Đã thay đổi góc độ để suy nghĩ. Nếu tôi là người đàn ông 22 tuổi, vậy thì tôi cũng sẽ không nghĩ tới chuyện kết hôn. Bộ não làm cho chân run luôn rồi. Tôi kém như vậy sao? Thanh Thanh à, đi mua vài chai nước đi.